Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, 23 tháng 6, gió đông nam ẩm vẫn tiếp tục duy trì nhưng cường độ không mạnh nên mưa chỉ xuất hiện cục bộ ở một số khu vực thuộc vùng đồng bằng. Còn tại các khu vực khác, thời tiết phổ biến có nắng gián đoạn, xen kẽ trời nhiều mây, mức nhiệt trong ngày dao động từ 27 đến 34 độ. Lưu ý đến chiều và đêm nay, khi gió đông nam ẩm hoạt động mạnh trở lại thì các khu vực trong tỉnh lại có mưa dông. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh gây nguy hiểm nên người dân cần hết sức lưu ý. Dự báo thời tiết Thái Nguyên ngày 24 tháng 6. Tại thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ và một phần của huyện Võ Nhai, Phú Bình, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên và một phần của huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương và một phần của huyện Định Hóa, Võ Nhai, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Vâng, vừa rồi là những thông tin về thời tiết Thái Nguyên, còn bây giờ là thông tin chi tiết về thời tiết ngày mai, các khu vực trên cả nước và một số thành phố trên thế giới. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt quý vị.